Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng trên thị trường vàng thế giới tăng vọt trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần này, về sát ngưỡng 1.750 USD, ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đảo chiều giảm mạnh, thị trường chứng khoán bị bán tháo. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày 21 tháng 3 năm 2021 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này, ngày 19 tháng 3, giá vàng ở cả hai thị trường trong nước và thế giới đều đồng loạt tăng so với phiên mở cửa. Trong ngày, giá vàng có lúc tăng tới 15 USD trên một ounce, từ 1.730 USD vọt lên 1.745 USD trên ounce. Và cuối cùng, giá vàng thế giới kết thúc phiên giao dịch tại mức 1.744,9 cho tới 1.745,9 USD trên ounce, tăng khoảng 9 USD trên ounce so với cùng thời điểm hôm trước. Như vậy, quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá USD tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu, 1 USD tương đương 23.120 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương 48,58 triệu đồng trên mỗi lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 6,92 triệu đồng trên lượng. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại nhà đầu tư vẫn phải chịu lỗ mặc dù nhiều yếu tố vẫn ủng hộ vàng tăng giá. Tổng cộng trong tuần này, giá vàng đã tăng 1%, ghi nhận tuần thứ hai liên tiếp đi lên, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, đồng USD cũng đi xuống từ đỉnh một tuần. Và giá vàng trở lại tầm ngắm của các nhà đầu tư trong bối cảnh lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ suy yếu. Theo nhà phân tích Edward Mayo tại ED&F Main Capital Market nhận định, kim loại quý sẽ có lợi hơn một chút nếu tình hình lãi suất bắt đầu bình ổn. Trên thị trường chứng khoán châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc chìm trong sắc đỏ, giới đầu tư bán tháo cổ phiếu khiến các chỉ số chứng khoán chủ chốt mất điểm. Nhiều nhà đầu tư đã dịch chuyển một phần dòng tiền vào thị trường vàng, số khác thì mạnh tay mua USD giúp đồng bạc xanh tăng giá so với euro, khiến vàng bật tăng mạnh mẽ. Trên thị trường vàng, tại mức giá mới thì nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ bán, chờ giá vàng đi xuống sẽ mua lại thu về lợi nhuận. Tuy thị trường vàng đã có tín hiệu phục hồi, nhưng giới kinh doanh nhận định đây chỉ là một đợt điều chỉnh ngắn hạn vì xu hướng đi lên của giá vàng vẫn chưa rõ ràng. Các quỹ đầu tư vàng chưa ngưng việc bán ra, cụ thể trong phiên giao dịch kéo dài từ đêm 18 cho tới rạng sáng 19 tháng 3 năm 2021, một số quỹ đầu tư bán tiếp 4 tấn vàng sau khi đã bán 10 tấn vào phiên giao dịch trước. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 trở nên tồi tệ hơn tại một số quốc gia châu Âu. Nước Pháp đã áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài một tháng đối với thành phố Paris và một số khu vực khác sau khi việc triển khai vaccine bị đình trệ, các biến chủng virus mới lây lan nhanh chóng. Trong khi đó, giới chức y tế tại Đức bình luận sự yếu kém trong quá trình triển khai vaccine và một số ca nhiễm vẫn tăng tại châu Âu có thể cản trở đà phục hồi kinh tế của quốc gia thuộc Eurozone. Về tình hình chính trị thế giới, cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc dưới thời Tổng thống Joe Biden diễn ra không mấy tốt đẹp, hai bên đều chỉ trích nặng nề chính sách của nhau. Thực tế, cuộc đàm phán không diễn ra suôn sẻ, có thể hỗ trợ vàng một chút. Dù hiện tại, nó chủ yếu là cuộc chiến ngôn từ, theo chuyên gia Mail nhận định, vàng cũng được xem là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, lạm phát có còn là yếu tố đáng ngại với giá vàng nữa hay không? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin về dự báo giá vàng tuần tới. Trong tuần này, tâm lý của các nhà phân tích phố Wall và các nhà đầu tư trên phố Main tiếp tục được cải thiện đối với thị trường vàng. Tuy nhiên, vẫn còn một số lo ngại rằng lợi suất trái phiếu tăng sẽ giới hạn vàng ở mức kháng cự quan trọng là 1.750 USD trong ngắn hạn. Theo chiến lược gia thị trường Colin Szynski của SAA nhận định, vàng đã có một sự phục hồi tốt từ mức thấp gần đây. Đây chỉ có thể là một đợt điều chỉnh ngắn hạn vì giá dường như vẫn bị kìm chân, vì lạm phát vẫn không phải là câu chuyện chính đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chuyên gia này vẫn tin tưởng rằng vàng có khả năng tăng cao hơn ở một đợt phục hồi điều chỉnh này. Với cuộc khảo sát trên Kitco, trong 13 nhà phân tích đã tham gia cuộc khảo sát hàng tuần của Kitco News trong tuần này, 6 người tương đương 46% dự báo vàng tăng giá trong tuần tới, 4 người tương đương 31% dự báo giá vàng giảm, 3 nhà phân tích tương đương 23% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó, cả tâm lý và sự tham gia vào cuộc khảo sát vàng hàng tuần đang được cải thiện trong các nhà đầu tư bán lẻ. Tuần này, trong số 1.698 phiếu khảo sát mà Kitco News nhận được, có tới 1.101 phiếu, tương đương 65% tin tưởng giá vàng tăng vào tuần tới,
355 người khác tương đương 21% dự báo giá vàng giảm, trong khi 242 người tương đương 14% thì cho ý kiến trung lập. Tuần này, thị trường vàng đã chứng kiến một đợt đẩy nhanh lên 1.750 USD trên ounce sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên các chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo. Fed cũng đã đưa ra các tín hiệu rằng họ sẽ không tăng lãi suất cho đến ít nhất là năm 2024. Trong khi Fed dự kiến sẽ vẫn cực kỳ kiên nhẫn khi nền kinh tế Mỹ phục hồi, thị trường vàng sẽ vẫn phải đối phó với lợi suất trái phiếu tăng. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà đầu tư, lợi suất trái phiếu cao hơn cũng đang hỗ trợ đồng USD là thách thức lớn nhất đối với thị trường vàng. Và những động thái tích cực của vàng trong tuần này có thể cho thấy thị trường trái phiếu đang có ít tác động hơn đến kim loại quý này. Theo Ariande, chủ tịch của Ariande Asset Management nói rằng ông cũng ủng hộ nhận định vàng tăng do lợi suất trái phiếu có thể đã gần đạt mức đỉnh. Sự cảnh giác có thể không bị đánh bại bởi lời khẳng định của chủ tịch Fed Jerome Powell. Lời nói nhiều khi không giống như hành động, Fed cuối cùng rồi sẽ ngăn đà tăng của lợi suất dài hạn và điều đó sẽ tác động tích cực tới vàng, vị chuyên gia này nói. Cùng với quan điểm, đồng giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại Sinlac tại Wachasin nói rằng ông cũng đang tìm kiếm mức trần của lãi suất trái phiếu khi Fed đang kỳ vọng giữ lãi suất ở gần mức giới hạn không trong 3 năm tới. Tuy nhiên, tỏ vẻ thận trọng, chuyên gia Wachasin nói thêm rằng còn hơi sớm để hào hứng với vàng khi thị trường vàng vẫn đang trong một xu hướng giảm. Với lãi suất gần bằng 0%, lợi tức trái phiếu chỉ có thể tăng cao như vậy, ông nói, nhưng tôi muốn thấy vàng ít nhất giữ vững ngưỡng 1.740 USD, đồng thời với một số điểm yếu của USD sẽ xuất hiện. Trước khi tôi bắt đầu hào hứng với vàng, trong khi đó, theo chuyên gia Uli Hasen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Sasol nói rằng ông trung lập với vàng trong thời gian tới, nhưng ông đang theo dõi sự bứt phá trên 1.765 USD trước khi bắt đầu tăng giá. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin của thị trường giá vàng trên thế giới. Tiếp theo của bản tin, kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin của thị trường vàng trong nước. Giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giá vàng SJC tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán, còn chiều mua không đổi. Hiện tại niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 55,10 cho tới 55,60 triệu đồng trên lượng. Tại Hà Nội, hệ thống Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua và bán với giá vàng SJC hiện tại niêm yết ở ngưỡng 55,18 cho tới 55,59 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra, tăng 20.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 110.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Đối vàng 999,9 thương hiệu dòng vàng Thăng Long, giá vàng cũng điều chỉnh tăng ở chiều bán, niêm yết ở ngưỡng 51,61 cho tới 52,21 triệu đồng trên lượng. Giá vàng trang sức giao dịch ở ngưỡng 50,95 cho tới 52,05 triệu đồng trên mỗi lượng. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng 21 tháng 3 năm 2021. Nhìn vào bảng giá vàng ngày hôm nay cũng không có nhiều biến động so với chốt phiên ngày hôm qua. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn xin phép được cung cấp lại bảng giá vàng để cho những ai chưa xem bản tin trước đó cùng biết và tham khảo. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, chiều mua vào 5.515.000, chiều bán ra 5.565.000. SJC Hà Nội mua vào là 5.515.000, bán ra là 5.567.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.516.000, bán ra 5.564.000. Doji Hà Nội mua vào 5.515.000, bán ra 5.565.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 5.515.000, bán ra 5.555.000. Phú Quý SJC mua vào 5.515.000, bán ra 5.560.000. Mi Hồng mua vào 5.528.000, bán ra 5.548.000. Một số giá vàng còn lại ở các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.515.000, bán ra 5.567.000. SJC Nha Trang mua vào 5.515.000, bán ra 5.567.000. SJC Cà Mau mua vào 5.515.000, bán ra 5.567.000. Số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhân bốn số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, mua vào 5.145.000, bán ra 5.205.000. Vàng bốn số 9 mua vào 5.105.000, bán ra 5.175.000. Vàng 24K mua vào 5.023.8.000, bán ra 5.123.8.000. Vàng 18K mua vào là 3.696.6.000, bán ra 3.896.6.000. Vàng 14K
mua vào là 2.832,3 nghìn, vàng 10K mua vào là 1.973,2 nghìn, bán ra 2.173,2 nghìn. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vừa lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.